Tôi cảm thấy cậu nên tập trung tinh thần vào chuyện giải mã, mà trong phá án còn hay hơn. Chúng tôi có thể nhắm vào bộ phận trọng yếu. Tôi tin chắc làm vậy có thể giảm thiểu rủi ro. Chắc chắn cảnh sát sẽ đồng ý. Chúng tôi nhận được có người báo án liên quan đến báo cáo gặp mặt của anh và Ngụy Tư Lạc. Có chút chuyện muốn tìm hiểu thêm với anh.